Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 61 năm ngày Bác Hồ phát động Tể trồng cây và trong không khí mừng xuân canh tí, sáng nay ngày 31 tháng 1 tức mùng 7 Tết tại khu di tích lịch sử Chín Hầm, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ phát động Tể trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2020. Tham dự lễ Tết trồng cây có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, cả đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu đã tiến hành trồng hơn 100 cây thông tại khu vực thuộc khu di tích lịch sử Chín Hầm, năm 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế xác định phát triển du lịch dịch vụ là một trong bốn chương trình trọng điểm. Với mục tiêu đó, việc trồng cây xanh ở các điểm du lịch, khu di tích lịch sử có ý nghĩa lớn đến việc tôn tạo môi trường xanh sạch sáng để phát triển du lịch tại địa phương. Bên cạnh ý nghĩa phản động phong trào trồng cây gây rừng được tổ chức hàng năm. Với sự chuyển mình và phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, ngành lâm nghiệp đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế tại địa phương. Bên cạnh giá trị to lớn, khó định giá được, đó là bảo vệ môi trường sinh thái. Được biết năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện trồng rừng trên 5.114 hecta và gần 0,6 triệu cây phân tán. Đồng thời quản lý bảo vệ tổ diện tích rừng hiện có, ổn định đồ che phủ rừng của tỉnh đạt 57,34%. Là một trong những tỉnh thực hiện tổ công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 7.768,3 hectare rừng được cấp chứng chỉ rừng FSC. Đặc biệt, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập 19 hợp tác xã lâm nghiệp bền vững và được xem là hướng đi đột phá nhằm định hưởng cho các loại hình phát triển kinh tế lâm nghiệp. Điều này không chỉ nâng cao giá trị gia tăng mà còn đảm bảo các yếu tố bền vững về môi trường xã hội, từ đó đóng góp chung vào công cuộc tại cơ cấu ngành lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh một cách bền vững.